quên đây, điện thoại đâu? Đấy. Điện thoại em cơ mà. Điện thoại em có xem được cái này đâu. Tao có biết đâu. Đâu đang xem lại con Tevix độ bánh 108 siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Đấy, đang xem lại. Máy từ đâu? Và hiện tại thì con này lên rất đẹp. Khẳng định luôn con này là vua. Thì hôm nay lại có một gọi là hoàng tử. Đàn em Yamaha MT-15 được review lên bộ đề can và độ rất nhiều đồ chơi tại con kéo mô tô. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em nhá. Còn chiếc Yamaha MT-15. Trước khi mình review cho anh em thì ở đây là có rất là nhiều ốc titan. Đấy, camera vào đây. Đấy, mình đã tặng khách cái ốc 7 nâng quy tim rồi. Và đây sẽ là một con ốc bịt chân gương. Mình tặng luôn. Con này trên trái luôn nha anh em nhá. Mình có ốc bịt chân gương trên trái luôn. Vào là ra, ra là vào. Ở đây con này trên trái trên phải đây để bắt vào là ra, ra là vào, anh em cứ hiểu như thế. Đấy, lốt con này là mình tặng khách. Đấy. Tặng con ốc titan bịt chân gương. 12 12. Ngày nào cũng vậy. Rồi. Rất đẹp luôn. Ok anh em, và hôm nay mình sẽ review cho anh em. Nó hoàn thiện rồi. Mình sẽ review cho anh em chiếc Yamaha MT-15 được độ rất là đẹp này. Ui dồi, dân chơi đây này. Thấy chưa, iPod để đây luôn nhá. iPod xịn luôn, hàng chính hãng luôn. Ngon chưa? Đấy, em đi một vòng đi cho cam luôn. Cho các bạn xem. Đèn chữ sáng này. Đấy. Xịn không? Ok anh em, và chúng ta hãy bắt đầu nhá. Yeah. Một câu hỏi thường trú trong đầu chẳng có lời giải. Tại sao lại cứ phải đi lang thang làm khách không mời hoài? Có lẽ nào tình yêu đối với tôi quá xa xỉ, tìm mảnh vỡ còn thiếu nhưng chẳng ra chắc là vì yêu mọi người đều cho tình yêu. Còn riêng tôi suy nghĩ bao điều ba và mình cô đơn một mình và chẳng ai quan tâm đến tôi. Cuộc đời này thật là đau và tôi cứ mãi u sầu buồn thật vì cứ mãi một mình và người yêu tôi đang rồi mọi thứ vẫn cứ trôi qua bình thường với tôi. Không một món quà khi ngày lễ tới. Valentine hay là Noel với tôi cũng chỉ thế thôi. Cũng chỉ một mình và người ta đi chơi không nghỉ ngơi. Là vì tôi FA buồn thật FA. Và khi tôi mơ về một giấc mơ tôi được yêu em và nắm tay em là vì tôi FA. Đầu tiên chỉ giới thiệu đến anh em là đầu nổi bật ở chiếc con xe này. Các bạn nhìn thấy đâu là gì? Không phải đống đồ chơi mà bộ đề can. Đề can kiểu chạy kiểu lighting và in chất nhôm, nhôm bóng mà được hệ thống của Quy đề can lên thiết kế cho bạn Hiếu, chắc chắn rồi. Hiếu Lê Văn thì là Lê Văn Hiếu à. Đây là bộ tem của MT theo kiểu lighting, nhìn trông nó rất là nhiều chi tiết đúng không anh em? Bởi vì tại sao? Bởi vì là chiếc Yamaha MT-15 này vỏ nhựa nó rất ít. Nó gần như là không có cái vỏ nhựa. Đấy các bạn nhìn thấy không? Vỏ nhựa nó rất ít nên là cái để mà nổi bật được chiếc xe này thì phải lên những cái bộ thiết kế nó kiểu nhiều chi tiết này nó mới nổi bật được chiếc xe. Và bây giờ chúng ta hãy ngoài cái bộ đề can ra, chúng ta đi xem những cái đồ chơi gì nhá. Trước hết là camera đi ra để cho anh ra cái đầu xe. Anh sẽ review ngay từ đầu xe. Đầu xe là không phải là một cái iPod xịn để lắp vào móc chìa khóa này đâu. Mà đầu xe là trước hết là cái xi nhan Spirit L19. Mình nói các bạn nó cực kỳ hot rồi đúng không? Vành xanh đi với bộ đen vàng. Quá đẹp luôn. Đấy. Và đây, mình sẽ gạt xi nhan cho anh em xem. Vẫn nháy vàng đúng không các bạn? Các bạn nhìn thấy nó nháy vàng chưa? Để mi vẫn có nổi đúng không? Nó tắt đi bình thường, nó lại ra bình thường. Gạt xi nhan lên nó lại nháy vàng. Rất là ok. Và tiếp theo nữa là ngoài cái đầu xe ra thì chủ xe lắp một cái bộ ốp màu CNC. Đấy, ốp màu CNC từng chi tiết nó rất là tinh xảo nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy các bạn thấy không? Đấy rất tinh xảo và đẹp. Thì cái ốp màu này là có giá là 750.000, mình các bạn mua ở trên Shopee thì chỉ có 700.000 thôi. Đấy, thì cái này là ốp màu con béo ô tô đã lắp và bạn chủ xe lắp thêm 4 lớp titan nữa. Ước gì bây giờ là ban ngày mình có thể quay được cho chị anh em chiếc xe này. Vì là bây giờ trời nó quá tối rồi, mình quay ở trong showroom. Thì ngoài cái bộ ốp đầu này ra thì chủ xe có nâng cấp thêm cái tay phanh tay côn vẫn là huyền thoại rồi. Chắc chắn rồi đúng không anh em? Fakie. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, bộ tay phanh tay côn Fakie. Và đây, anh camera hãy lướt sang bên tay côn. Đấy, anh em nhìn thấy quả tay côn đẹp không?
Đấy, dùng rất là ngon, bóp rất là nhẹ nhá các bạn nhá. Đấy, và tăng chỉnh 6 các cấp này. Min max nó không khác cái khác ở cái kia là 6 số 1 2 3 4 5 6, nhưng cái này là min max. Đấy. Camera có thể quay cái chữ min max này, cái lưới cái đường CNC của nó rất là tinh xảo luôn. Đấy, đẹp không? Đấy, các bạn thấy đường phay CNC không? Cực kỳ là đẹp. Và chiếc này là của Speedybit. Và ở đây các bạn nhìn thấy có công tắc không? Speedybit chính hãng. Cũng là một sản phẩm Speedybit chính hãng. Thì đây mình sẽ gạt lên cho anh em. Một công tắc này bạn đi chờ, bạn sẽ lắp haza cảnh báo này. Đấy, vì hôm nay bận vội nên là các bạn chưa lắp. Và công tắc này là công tắc sẽ lắp cái đèn. Đấy, một gạt một cái là lên ánh sáng trắng. Tắt đi bật lại. Gạt ánh sáng trắng. Gạt ánh sáng vàng. À, công tắc này để làm ánh sáng vàng. Sorry anh em. Đấy, con này là trắng này. Con này là vàng. Đấy, trắng lên, vàng lên. Đấy, khi anh em cần thì dùng buổi trời tối mà nhuộm ánh sáng vàng thì anh em chơi ánh sáng vàng. An, dạ. Quay cho anh cái xe. Đây, khi mình quay xe này các bạn nhìn thấy ánh sáng vàng nó xa chưa? Ánh sáng trắng này. Đấy. Khi mà đi mà anh em cần ánh sáng xa thì anh em bật cái ánh sáng trắng này. Còn anh em đi phố đi trước cần ánh sáng vàng, bật cái ánh sáng vàng lên. Quá rõ luôn đúng không anh em? Và mình tắt đi này. Đấy, bây giờ mình bật ánh sáng trắng này. Mình tắt đi nó tối nha. Rồi mình bật lên ánh sáng trắng lên và mình bật ánh sáng vàng lên. Anh em thấy không? Quả đèn bi cầu này nó rất là rẻ và lắp ở trên cái đầu xe này nó lại cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Các bạn thấy không? Camera lùi ra một tí em. Lùi ra một tí. Đấy. Đầu xe cực kỳ là đẹp đúng không? Đấy. Và đây là cái hai cái đầu đèn đây, mình chỉ dán đơn giản một cái giấy đỏ. Giấy đỏ đổi màu thôi, là đổi cái pha đèn. Vì cái này nó thực tế nó chỉ là đề mi thôi. Nó bạn dán đỏ, xanh, vàng, tím, bạn dán đen cũng được. Nó không ảnh hưởng gì đến bạn cả. Vì nó chỉ là đề mi thôi. Và cái đèn pha của bạn ấy thì nó lại nằm ở đây cơ. Đèn pha của bạn nó lại nằm ở con bi cầu này cơ. Đấy. Passing bi cầu à. Đấy các bạn thấy không? Đèn pha nó lại chỉ nằm ở cái bi cầu này thôi. Đấy, chứ nó không nằm đâu. Thì như các bạn thấy mình vừa đề gạt lên chiếc Yamaha MT15 này thì nó sử dụng toàn bộ cái dàn đầu này của con TFX, nên là mình phải không có gì phải review đó. Vì anh em quá quen thuộc với cái dàn ni lông zin với bạn rồi. Thì chỉ thay đổi một chút là chủ xe đã sử dụng cái này thôi. Đấy. Bao tay Speedybit rất là ngon lành đúng không anh em? Đấy. Đây. Chắc là bạn thờ ông đĩa ông gắn uống nước cho ông nhưng mà phải thịt anh em ạ. Bạn thờ ông đĩa chỗ làm ăn, xin lỗi các cụ nhá. Cụ đồng cảm. Đấy. Trời nóng các cụ sẽ phải đồng cảm cho chó. Và đây, tiếp theo nữa là anh em nhìn thấy là để mà bảo á, không, sorry anh em, chúng ta hãy vẫn ở dàn đầu đi. Dàn đầu thì các bạn thấy rồi đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Dàn đầu là cái đĩa 7 speed bản lớn size 300. Mình lắp trên rất nhiều, anh em mới xem con TFX 150 ấy, mình lên đôi 7 speed thì đây cũng làm đôi 7 speed, là một chiếc 7 speed cực kỳ là đẹp đúng không? Tinh xảo đến ngay từ cả con nhôm này luôn. Và đây là cái ốc này mình đã thay hai ốc titan. Đấy, rất đẹp, mình tặng khách hai ốc titan này. Đấy. Anh khách à? Em bảo này, em tặng em. À đủ khách đâu rồi? Anh khách ơi. Đi lượm đúa. Mình sẽ nói với khách bởi vì tại sao? Vì một khách lên full đồ như này, mình đã tặng khách một con ốc bịt chân gương rồi, tặng hai con ốc treo đĩa rồi, tặng thêm một đôi ốc 7 nâng quy tim nữa đây rồi. Đấy. Các bạn thấy không? Một con xe mình làm mình không thể lời nhiều được. Nên là nếu mà mình tặng nhiều quá thì mình còn không có thịt để mình ăn luôn. Con mình nó không có sữa để ăn. Nên mình sẽ không tặng nữa, mình sẽ hẹn khách lần sau lên bô mình tặng luôn. Nhớ nhắc mình, không mình quên. Và đây, chúng ta hãy cùng trở qua những cái đồ mà để bảo vệ cho xe. Chắc chắn rồi, một chai két nước Piranha. Đấy. Một bộ chai két nước Piranha chính hãng. Cực kỳ là ngon, chuẩn cho MT15 luôn. Đấy. Con này rất là rẻ nhá, 480.000. Quá rẻ luôn. Anh em nào xấu cũng bảo nói 6-700 thì toàn là chém gió thôi, mấy ông cứ vật. Và tiếp theo nữa là bộ chống đổ chủ xe lên, hai bộ chống đổ anh em nhá. Camera đứng gần vào bàn thờ ông địa đi, không sao đâu, ông tha thứ cho con chó. Đây là một bộ chống đổ xuyên khung dành cho anh em biết rồi, FZI R15V3 TFX rồi MT15 rồi tất cả các thứ đều dùng chung cơ chế của khung Delta Box xuyên qua và lắp lên. Đấy, đây là chống đổ xuyên khung. Thì cái chống đổ này thì quá nhiều người lắp rồi, quá nhiều người lắp rồi, mình không muốn nói mà mình muốn giới thiệu với anh em. Đấy. King Pro chuẩn cho MT15 luôn. Đấy, logo khác này. Đấy.
King Pro bộ chống đổ 3 điểm này thì mình sẽ review cho anh em. Đây nó bắt một điểm vào ốc treo máy nhá. Ốc treo máy nhá. Một điểm nữa vào ốc treo máy nhá. Và hai điểm này nó giằng cho nhau là thành 3 điểm. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Và nó thiết kế lên cái bộ chống đổ này là bảo vệ toàn bộ cái lốc máy này, bảo vệ sinh ra để bảo vệ cái máy. Và làm gì anh em biết không? Chắc chắn nhiệm vụ đầu tiên của nó là phải làm đẹp. Nhiệm vụ đầu tiên nó phải làm đẹp đã. Đấy. Lên cực kỳ là đẹp đúng không? Đấy. Và bộ chống đổ King Pro này thì có giá là 1.350.000. 1.350.000. Trước là 1.450.000, bây giờ mới giảm giá xuống còn 1.350.000. Nhưng mà cái giá trị anh em có thể so giá trị tiền triệu với cả tiền trăm không? Nó khác bọt nhau đúng không? Giống như kiểu con gì nhỉ? Ngọc Trinh nhỉ? Ngọc Trinh nhỉ? Đấy. Nó phải trắng, nó là nó giá tiền nghìn đô. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái dàn đuôi này thì chủ xe chưa độ cái gì cả. Ngoài cái bộ ốc 7 nâng quân béo mô tô tặng thôi. Đấy, các bạn nhìn đây. Ngoài bộ ốc 7 nâng quy tim quân béo tặng thôi. Thì đây là cái 7 nâng để 7 nâng chữ Y. Và chủ xe có lắp thêm cái rè chắn bùn nữa để cho đỡ bắn. Cái bản rè chắn bùn này gọi là bản rè chắn bùn KTM 2 phản quang nhá. Đấy, camera có thể quay cái rè chắn bùn KTM 2 phản quang. Và tiếp theo nữa thì cái dàn đuôi xe thì chủ xe đã thay cái xi nhan cục mịch zin đi bằng cái xi nhan đấy. Đấy, bằng vẫn là đôi L19 nguyên bản. Anh em thấy nó hợp lý không? Tinh tế không? Cái điểm mà anh em nhìn thấy cả con xe độ rất nhiều rồi. Thiếu cái gì các bạn biết không? Đây, mình giới thiệu cho anh em luôn. Thiếu một cái mặt ga. Nó chắc chắn luôn. Đây, bản 3 ga đây. Thì quân béo ô tô có hai loại bản 3 ga này. Anh em lên bản nào cũng được. Bản này thì rẻ hơn, bản này 650 và bản này 750. 750 nhưng chưa có hai tay sách này đâu nhá. Tay sách này là mua tay sách của Merrick là 400.000 nữa. Mình lắp lên cho trông nó đẹp không? Rất hay nhờ. Cực kỳ là đẹp luôn. Vị trí để bắt dắt xe. Nếu anh em của R15 V3 thì còn có cái dây này để dắt này. Còn anh em này cầm cái dây này anh em thấy lỏng lẻo không? Đấy, lỏng lẻo không? Trông sợ không? Rất ghê tay. Còn cái bản độ mà của con tay sách này ấy thì cực kỳ là đẹp. Tháo cái zin này ra, đút cái này vào. Đấy. Tháo ra và nằm lên trên, nó sẽ lên cao như này. Các bạn thấy đẹp không? Hợp lý không? Em camera khen câu cho anh vui cả. Quá đẹp còn gì nữa. Quá đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Em đứng xa xa ra cho mọi người xem. Đấy là cái mà chủ xe còn thiếu. Nói thật là hôm nay là nộp thuế hết máu rồi. Nộp cắt hết máu rồi. Chờ nốt lên nốt quả mô. Quả mô AK1 full carbon nữa. Thì là lên nốt mấy cái con đường chơi đấy. Chủ xe đâu nhỉ em nhỉ? Em ơi, MT ơi. Bên đường. Anh bảo này, ra anh bảo anh nhờ cái. Anh nhắc cái cho nhớ thôi. Sáu người. Đúng rồi. Bường Thái. Đây đây, em đi vào đây. Vào anh nhờ cái. Số 1. Không, vào đây anh bảo. Hôm nay là anh tặng em quá nhiều rồi. Ốc Titan này. Ốc Titan này. Với cả đôi ốc 7 năm quy tim nữa. Hết tiền lời rồi. Đôi ốc 7 năm quy tim là lúc nào anh? Đây em. Cái năng 7 đây anh ơi. Xịn đâu. Em thấy 7 xịn đâu. Đây, nó nằm đây. Đấy. Lần sau qua nhá, nhớ nhắc anh hoặc nhắc An công chúa hoặc nhắc cái nhá. Tặng em cái kẹp này. Kẹp anh nhiều lắm nhưng mà anh không tặng nữa như thế này. Đúng rồi, tặng nhiều quá rồi. Kéo đen đã ủng hộ quân béo ô tô. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái vlog này. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhá. Một vlog mình review nhẹ nhàng một con xe mà độ. Thì mình thấy cá nhân con MT15 này nếu mà để mà đẹp lên, anh em chỉ cần lên những món như này. Thứ nhất là cái bộ đế can này. Thứ hai là cái đèn trợ sáng này. Vì đèn zin của nó rất là tối đúng không? Đèn zin cực kỳ là tối luôn đấy, các bạn nhìn cái đèn zin đó anh. Đấy, đèn pha này. Các bạn nhìn thấy đèn pha chưa? Mình bật đèn pha lên cho các bạn này. Đấy, và bây giờ mình bật cho các bạn xem quả đèn đèn chiếu sáng này. Nhìn thấy nó khác nhau chưa? Tắt đi à? Đấy, đang dùng đèn pha này. Đấy, mình đổ hẳn máy lên luôn. Đấy, anh em nhìn thấy đèn pha chưa? Bắt xinh à? Bây giờ mình bật đèn chiếu sáng lên nè. Khác nhau chưa? Hoặc là bật ánh sáng vàng lên nè. Khác nhau chưa? Đấy, đấy là cái thứ nhất là bộ đế can, thứ hai là bộ đế bi, thứ ba là che két nước và chống đổ. Chống đổ thì khuyên thật anh em là chống đổ thì anh em lên bài này cho mình để làm gì, nó là hoàn hảo rồi. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. À, che két nước nữa nhé các bạn nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi.